Chào các bạn. Ở video này mình tiếp tục làm một bài tập lập trình và liên quan đến phần kỹ thuật sắp xếp mảng. Mình chọn bài 261, đó là sắp xếp số dương tăng dần còn âm thì giữ. Thì những bước thì tương tự như những bài. Bây giờ code thì thay đổi một chút thôi. Mình sẽ làm luôn. Đầu tiên thì khai báo một bảng A. Đây chúng ta nhập vào phần tử. Video của mình thì mình nói đến chủ đề chính là những cái công việc mà để nó bắt buộc ta làm, còn những phần nhập mảng đáng nhẽ đây mình phải viết thêm một dòng là hãy nhập vào phần tử thứ vị trí thứ y của mảng. Đấy, thì nó sẽ câu lệnh nhập vào, chúng ta nhập vào Enter rồi sau đó nó sẽ được mảng A là mảng ta nhập vào, nhưng ở đấy thì lâu rồi làm tóm tắt thôi. Mình khai báo mảng A, mình nhập vào các phần tử như 3 trừ 2 1 1 trừ 7 8 trừ 5 rồi 10. Mình giống như các bài khác thì biến y biến z rồi tiếp theo một vòng for cho y nó chạy. Lúc đầu bằng 0, điều kiện là y sẽ nhỏ, đây có 2, 4, 6, 8, 9 số nhỏ hơn bằng 8 và mỗi lần y cộng cộng. Rồi đầu tiên thì nó sẽ xem AI có nhỏ hơn 0 hay không. Nếu như mà AI ra mà lớn không, vì dương tăng dần mà nên gặp số dương nó mới sắp xếp, còn âm thì thôi, âm thì nó lại y lại tăng lên. Điều kiện thì có một cái hoặc nữa, có cái lệnh if này và trong này thì có một vòng for cho gì gì ban đầu sẽ bằng y là cộng 1, có nghĩa là y ở đây không thì đây 1, đây 1, đây 2. Đấy. Điều kiện của z sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 8 và mỗi lần thì z sẽ tăng lên. Trong vòng for này sẽ làm gì, đó là nó kiểm tra tiếp, chúng ta kiểm tra AI không và số tăng dần đúng không, sắp xếp tăng dần nên nếu mà y ở đây mà lớn hơn là gì thì nó sắp xếp à gì đó thì nó sắp xếp, nó sẽ thực hiện để sắp xếp ở trong cái ngoặc này. Mà còn mà nếu mà y mà nhỏ hơn AJ thì có nghĩa là số đằng sau quên số đứng vị trí trước AJ thì tất nhiên phải nhỏ hơn thì nó không cần phải sắp xếp nữa rồi. Thế n bằng AI sẽ bằng AJ. Cuối cùng thì gán n cho AJ. Ok, đây là xong nhiệm vụ của vòng for này, đã sắp xếp xong. Đấy, đi trong máy nó trong C đó là sắp xếp cho chúng ta, việc còn lại là ra màn hình cho chúng ta thấy. Mà sau khi là
đầu tiên thì y sẽ bằng 0. Tiếp theo y điều kiện là nhỏ hơn hoặc bằng 8. Và y sẽ mỗi lần tăng lên. Nếp. Đây à. Mình là phần trăm ba rồi mặc a. Ok, bây giờ chúng ta nhớ là dương, số dương thì nó tăng dần còn số âm thì nó vẫn giữ nguyên. Đấy. Rồi. Xả xem nào. Dương tăng dần âm giữ nguyên đúng không? Đầu tiên 3 này. Vâng. Rồi nhảy lên 2 đúng không? Vì a 2 này trừ 2 1 9 vân vân. Và thấy này, âm này, vị trí âm này. Trừ 2 này, trừ 1 này, trừ 7 này, trừ 5. Có thay đổi không? Trừ 2 đầu tiên, trừ 1 thứ 2, trừ 7 thứ 3, trừ 5 thứ 4. Không giữ nguyên. Còn dương này, 1 này. Đấy. Rồi đến 3, đến 8, đến 9, đến 10. Đấy, rồi nó tăng dần và số dương. Như vậy là code của chúng ta đã chính xác. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin kính chào các bạn.